Đoạn Nhã nấp ở một bên, quan sát một màn tả xung hữu đột của Tô Thần và đám quái vật cao cường kia. Trong lòng trầm trồ, Tô Thần siêu quá, lại có thể đơn thương độc mã giết chết đám người kia, hơn nữa còn là tay không. Nhưng thứ vừa xuất hiện kia khiến cho người ta cảm giác được một loại nguy hiểm vô cùng khác. Khương Hiểu Thiến vì oán thù quá sâu đậm, hiện tại đã biến dị nặng nề, trong lòng cô ta bây giờ chỉ có một ham muốn đơn giản nhất, đó là nhai ngấu nghiến tên con người trước mặt. Đoạn Nhã nấp sau cánh cửa biểu cảm lộ rõ vẻ lo lắng, cô ấy sợ rằng Tô Thần sẽ không thắng được con quái vật vừa tiến hóa kia. Tự nhủ rằng phải giúp đỡ anh ấy, mình phải nghĩ cách nếu muốn ở lại bên Tô Thần thì không thể trở thành sự phiền toái được. Dứt lời, Đoạn Nhã đưa mắt tìm kiếm xung quanh, đột nhiên cô phát hiện ra ở một góc của căn phòng có thứ gì đó. Đoạn Nhã cất tiếng gọi Tô Thần khiến nam chính chú ý, ngoảnh lại theo phản xạ. Trước mắt anh là một hình tượng có chút khó nói, Đoạn Nhã trong bộ đồ y tá, trên tay cầm một cây roi dài, biểu cảm nghiêm túc nói với nam chính. Để tôi giúp anh đối phó bọn chúng, thật sự là cô gái ngây thơ này nghĩ không có siêu năng và với một cây roi có thể đương đầu với đám quái vật hung hãn này ư. Tô Thần có chút ngạc nhiên khi nghe mấy lời này của Đoạn Nhã, thốt lên, giúp tôi ư, không bị dọa cho chạy đi mất đã là rất đáng khen rồi, nhưng mà... Nhìn cô như vậy chỉ khiến tôi phân tâm mà thôi, Đoạn Nhã nhìn lại bộ dạng của mình một lượt, quả thực có chút ái mị, đỏ mặt nói, ấy, sao lại như vậy được, đương nhiên dù cô ấy có sức chiến đấu thì Tô Thần cũng không nỡ để một mỹ nữ như vậy đánh lộn với đám quái vật gớm ghiếc kia. Khương Hiểu Thiến hiện tại đã có năng lực giống như Hạn Bạt, hơn nữa thể chất lại siêu phàm, khắp người nó đều là sát khí, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Những chiếc gai nhọn cùng hàm răng sắc bén kia có thể đoạt mạng người khác trong nháy mắt, nó ngước đôi mắt đỏ rực về phía Tô Thần, muốn xẻ thịt lột ra anh. Con quái vật gầm lên một tiếng, cái miệng đầy răng của nó nhe ra đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông cứng cỏi nào khiếp sợ. Ánh mắt đỏ ngầu kia đã xác định mục tiêu, chuẩn bị cho đợt tấn công. Bằng tốc độ kinh người, nó nhún chân lao thẳng về phía trước, cái miệng há rộng, lưỡi dài thườn thượt. Nó muốn tranh thủ lúc Tô Thần nói chuyện với Đoạn Nhã không chú ý mà thừa cơ tấn công. Tô Thần thấy động tĩnh, liền liếc mắt nhìn con quái vật, nhưng hiện tại đã muộn, tốc độ của nó cực nhanh, hơn nữa anh lại chậm hơn một bước. Móng vuốt sắc bén của quái vật ra một đòn chảo kích cực mạnh vào ngực Tô Thần, nhưng kỳ lạ thay, không hề có tiếng da thịt bị xé rách, thay vào đó là tiếng va chạm như kim loại vậy. Đoạn Nhã nhìn thấy một màn này vô cùng hoảng hốt, che miệng ấp úng gọi tên Tô Thần, cô hiểu hiện tại nếu Tô Thần ngã xuống, người tiếp theo đi lãnh cơm hộp chính là mình. Nhưng Đoạn Nhã đã lo lắng thừa, Tô Thần đương nhiên không thể bị con quái vật cóc ké kia dễ dàng đánh bại, ngay từ đầu, nó vốn đã không có cơ hội đả thương nam chính. Bởi vì anh là chân mệnh anh hùng, nhân vật chính của bộ truyện, được tác giả chở che, mang trong người dị năng Berserker. Dị năng Berserker là một loại sức mạnh siêu nhiên xuất hiện trong nhiều tác phẩm viễn tưởng, thường được miêu tả là khả năng chiến đấu cuồng bạo và bùng nổ với sức mạnh phi thường. Những người sở hữu dị năng này thường được gọi là Berserker. Một đòn chảo kích vừa rồi của Khương Hiểu Thiến bất quá chỉ làm rách áo của Tô Thần mà thôi. Khương Hiểu Thiến quay đầu nhìn lại, nam chính không có lấy một vết xước, tâm thần cực kỳ kích động, kêu lên những tiếng rách rách. Sau đó lại tiếp tục điên cuồng công kích, cái miệng mở lớn, ý đồ muốn dùng hàm răng chắc khỏe kia cắn xé ra thịt Tô Thần. Về phần nam chính, y thậm chí còn không muốn quay lưng lại, thử xem dị năng áo giáp này có thể chống đỡ sức sát thương dường nào. Khương Hiểu Thiến dùng đôi hàm răng như chiếc cào lúa bản lớn của mình, chuẩn bị sực một miếng thịt trên vai Tô Thần. Nhưng dây tiếp theo cắn xuống, giống hệt như vừa nãy, như va chạm vào thứ gì đó cứng như sắt thép vậy, hoàn toàn không phải da thịt con người. Tô Thần không ngoái đầu lại, ánh mắt bắt đầu lộ ra sát khí, y trầm giọng nói với con quái vật, không cắn được à, cả một mồm đầy răng như vậy mà cũng không làm gì được sao, vậy đến lượt tôi rồi. Dứt lời, Tô Thần động tác nhanh gọn, khóa chặt hai tay của Khương Hiểu Thiến. Sau đó búng người lên không trung làm động tác Santo cực đẹp trên không, thoáng cái đã ở sau lưng của Khương Hiểu Thiến. Y đáp lên lưng con quái vật. Trước khi ra tay, Tô Thần còn tốt bụng hỏi lại, chuẩn bị xong rồi chứ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Khương Hiểu Thiến không hề có một chút khả năng chống đỡ, đôi mắt đỏ ngầu kia lộ rõ vẻ hoang mang. Tiếp theo, một tiếng xoẹt vang lên, là tiếng da thịt bị xé đứt. Tô Thần dùng chút sức lực, bật nhảy lên trên không trung, dùng phản lực xé toạc hai cánh tay của quái vật, hơn nữa còn đạp nó dính chặt xuống mặt đất. Con quái vật vì chịu đựng tổn thương quá nặng nề mà kêu lên những tiếng đau đớn, một màn vừa rồi nó hoàn toàn không có một chút phản kháng nào. Tô Thần sau một đòn phản kích, nhẹ nhàng đáp trên sàn nhà, trong tay vẫn cầm hai cánh tay của con quái vật. Y quẳng thứ gớm ghiếc đó đi, sau đó trầm giọng nói với Khương Hiểu Thiến, vốn tao muốn mày phải chịu cực khổ nhiều hơn trong tận thế, dần dần bị hành hạ mà chết, nhưng bây giờ không giết mày thì không được rồi. Đột nhiên, trong mắt Tô Thần hiện lên điều gì đó làm anh có chút ngạc nhiên. Con quái vật đang dùng đuôi của mình quấn lấy xác của đám cao cường, sau đó mở lớn cái miệng ghê tởm kia ra. Một màn tiếp theo thật khiến người ta dựng tóc gáy, Khương Hiểu Thiến đang ăn từng tên trong đám cao cường. Hơn nữa, còn là nuốt chửng.
Sau đó dị tượng bắt đầu xảy ra, hai cánh tay vốn bị xé đứt kia đột nhiên như có sinh mệnh bắt đầu nhúc nhích tái tạo lại. Chẳng mấy chốc, Khương Hiểu Thiến đã phục hồi hai cánh tay, gầm lên một tiếng đe dọa về phía Tô Thần. Sau khi hấp thụ đám quái vật khác, dường như sức mạnh của nó đã tăng lên không ít, bộ dạng hiện tại quá mức kinh khủng rồi. Tô Thần nhìn thấy biến hóa, trong lòng tự nhủ, cánh tay bị chặt đứt vậy mà lại tự mọc lại rồi. Đoạn Nhã đứng bên cạnh cũng không tin nổi vào mắt mình, chuyện này sao có thể cơ chứ? Nhưng giây tiếp theo, điều Tô Thần nói ra không ai có thể ngờ được, anh khen đây là một chuyện tốt, Đoạn Nhã cũng không hiểu, nhất thời không nhịn được mà hỏi, chuyện tốt ư? Tô Thần ôm mặt, có năng lực tái sinh này, vậy thì biểu thị cho việc mày sẽ không thể chết dễ dàng được. Cũng biểu thị cho việc tao có thể xé vụn mày nhiều lần. Lúc này, biểu cảm của Tô Thần vô cùng đáng sợ, giống như một vị sát thần, sát khí xung quanh thân bùng nổ. Dứt lời, chỉ thấy anh ấy lắc nhẹ người, thân ảnh ngay lập tức biến mất trước mắt con quái vật, mắt thường căn bản không theo kịp tốc độ này. Giây tiếp theo, Tô Thần đã đứng bên cạnh Khương Hiểu Thiến, tay nắm chặt bả vai của cô ta, áp chế không để cô ta phản kháng. Ánh mắt anh sắc lạnh, giọng điệu tràn ngập mong muốn giết chóc, để tao thử xem rốt cuộc cơ thể mày có thể tái tạo lại bao nhiêu lần. Bắt đầu từ tay trái này đi, nói là làm, Tô Thần dùng lực giật mạnh, cánh tay ngay lập tức bị xé toạc, con quái vật chỉ còn biết kêu lên đau đớn, đây đã là lần thứ hai bị chặt tay rồi. Tô Thần chưa dừng lại, thì thầm bên tai con quái vật, bây giờ đến tay phải. Tiếp theo vẫn là tiếng da thịt bị xé rách, liền sau đó là tiếng thét vang trời của Khương Hiểu Thiến. Tô Thần ngày càng điên cuồng hơn, tiếp theo là đuôi và hai chân, y sảng khoái trong việc tra tấn con quái vật này. Sau khi bẻ sạch tứ chi của nó, Tô Thần dừng tay, vừa rồi cứ cho là lần đầu tiên của mày đi, không lâu sau, các bộ phận trên người con quái vật bắt đầu được tái tạo. Từ cánh tay, hai chân, rồi đến đuôi đều được hồi phục, nhưng có vẻ lần này tốn rất nhiều sức lực khiến Khương Hiểu Thiến liên tục thở dốc. Tô Thần đứng nhìn cô ta hồi phục xong, sau đó mới nói tiếp, chuẩn bị xong rồi à, bây giờ tới lần thứ hai, địa ngục vẫn chưa kết thúc đâu. Y lại lâm vào trạng thái điên cuồng một lần nữa, tiếp tục từ tay chân rồi đuôi, tận hưởng cảm giác tra tấn con quái vật này. Chẳng mấy chốc đã đến lần thứ ba, nữ quái lúc này đã không còn sức, chỉ biết nằm bẹp trên mặt đất, cơ hồ không thể phản kháng. Nhưng Tô Thần đâu có lòng thương xót thứ này, tiếp tục là lần thứ tư, thứ năm, lần thứ tám, thì ra không chỉ có tứ chi, kể cả mắt lưỡi đều có thể tái sinh. Lần thứ 16 nội tạng cũng có thể mọc lại được, hình như ngoài não ra thì tất cả đều có khả năng tái sinh, nhưng tới lần 21 đã không được rồi sao, vốn còn định khoét mắt ngươi ra. Nhưng suy cho cùng ta cũng không phải ác quỷ gì đó, con quái vật nghe mấy lời này chỉ biết khóc ròng, đè người ta ra tra tấn đến 21 lần mà kêu không phải ác quỷ. Nó ấp úng, thốt ra hai từ, tại sao, dường như muốn hỏi Tô Thần sao lại làm như thế với mình. Tô Thần ánh mắt lạnh băng, nhìn con quái vật không có chút thương cảm, mày hỏi tại sao. Anh nhớ lại những chuyện kiếp trước mà cô ta đối xử với mình, anh ấy đã từng hết lòng yêu cô, nhưng cuối cùng lại bị phản bội, tất cả chuyện này đương nhiên là vì. Hai chữ báo thù, Tô Thần nhẹ nhàng nhấc chân lên, nhằm thẳng hướng đầu con quái vật. Tiếp theo dứt khoát giẫm mạnh, tiễn nó xuống địa ngục. Đoạn Nhã lúc này mới dám tới gần, có ý hỏi thăm, Tô Thần anh không sao chứ? Tô Thần ngoảnh lại, nói cô ấy đã chuẩn bị xong chưa? Đoạn Nhã ngạc nhiên, ý muốn hỏi Tô Thần muốn chuẩn bị cái gì cơ? Tiếp theo, nam chính vòng ra sau lưng ôm lấy Đoạn Nhã, nói mình vừa rồi anh dũng như vậy. Chẳng lẽ cô ấy không muốn chuẩn bị phần thưởng gì đó cho anh sao? Đoạn Nhã có chút lúng túng, đỏ mặt, phần thưởng sao, ở đây ư? Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.